chưa vậy? Có đang nhắn tin với ai mỗi ngày? Có trao đến ai những câu anh từng nói với em? Em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. 24 giờ trôi sao quá dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại? Cứ ôm lấy những ký ức mệt nhoài, em thật sự quá ngốc nhưng chẳng thể bật khóc. Em phải lấy vì sao trong đêm là đêm nhân. Thích ai vì anh vẫn thích chờ. Em chính là thứ mà anh luyến tiếc nhất. Không phải vì đâu vì ai mà nhạc phai, mà vì anh còn chờ ai chắc em phải biết nhất. Còn yêu anh không anh biết em nói có, dẫu có bao năm vẫn nhớ câu nói đó. Buổi tối không đó không về cùng tới ngõ, hai đứa khoanh bị rơi đi ngược hai lối nhỏ. Có ai mà khóc lúc được ở bên đâu, sao chuyện mình đơn độc cứ nhớ các tên lâu. Vậy đâu vậy sau này anh có nên giấu, hay cứ để đủ lâu sẽ tự có tên nhau. Mang câu vạn trùng dẹp vào một đời chứa, giữ chặt giấc mơ không giữ được lời hứa. Có lúc chọn phải bước đi hoặc bỏ những thói quen, nhưng anh vẫn chưa quên nên chọn cách cô giữa. Ngày mai cả hai lập gia đình đã chọn riêng, tóc mình bạc đi thành năm tháng câu chọn duyên. Kỳ lạ chuyện hôm qua cứ như là mới gặp, bồi hồi cảm xúc chưa quên vẫn còn nguyên. Anh mà phải không? Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi.